Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Lỗ Dũng. Thưa quý vị, hôm thứ Tư 7 tháng 9 vừa rồi, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân đã mời cựu Tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama trở về Tòa Bạch Ốc để mà gọi là gì? Bóc tem hai cái chân dung của hai người. Ông Biden từng là phó tổng thống cho ông Trump. Đó. Thì đây nó là cái truyền thống lâu năm, lâu đời. Lát tôi sẽ nói cái truyền thống đó là câu chuyện chính ngày hôm nay. Nhưng mà thường thường đó là cái ông tổng thống hiện tại đó là mời cái ông tổng thống trước đó, ngay kế trước đó luôn, về để mà bóc tem cái chân dung. Nhưng mà trường hợp này lạ quá, ông Biden lại mời cái ông trước trước chứ không phải là ông trước. Tại ông trước là ông Trump, còn ông trước ông Trump là ông Obama. Tại sao có cái chuyện đó, lát tôi sẽ giải thích. Nhưng mà hôm thứ Tư vừa rồi đó, bà Michelle Obama trong cái phần phát biểu cảm ơn ông Biden và mọi người tham dự này kia đó, thì bà cũng không quên là đá vào lái ông Trump, mặc dù không nói tên. Bà nói là quý vị thấy không, tiếng nói của người dân đã được nghe và họ đã bầu cho cái lá phiếu của họ, sử dụng lá phiếu của họ. Và chúng tôi khi mà hết nhiệm kỳ, chúng tôi cũng tổ chức lễ đăng quang cho vị tổng thống mới để bảo đảm một cái sự chuyển giao quyền hành êm thấm. Nói vậy là hiểu nói ai rồi gì đó. Bà ghê lắm, đá vào lái không. Rồi bà nói gì nữa, nhưng chúng ta may mắn được làm việc giống như tổng thống Barack Obama, nó làm việc hết sức mình, hết sức mà mình có thể, bởi vì người dân bầu chúng ta đến đây để làm việc hết sức. Đó là ý nói cái gì đó, phải không? Và khi chúng tôi làm việc xong hết nhiệm kỳ, chúng tôi đi ra. Chúng tôi move on, chúng tôi không có ngó lại. Và bây giờ chúng tôi trở lại và nhìn những bức tranh này, chân dung này. Đó, xin bà có thật cho các phần phát biểu của bà Michelle Obama như thế nào. You see, the people, they make their voices heard with their vote. We hold an inauguration to ensure a peaceful transition of power. Those of us lucky enough to serve, work, as Barack said, as hard as we can for as long as we can, as long as the people choose to keep us here. And once our time is up, we move on. And all that remains in this hallowed place are our good efforts and these portraits, portraits that connect our history to the present day. Đó, quý vị thấy không? Khi thời gian chúng tôi hết, chúng tôi ra đi, chúng tôi đi tiếp. Ý nói chúng tôi không ở lại quậy hay là tìm cách ở lại để quậy. Và đó là những cái gì nó còn lại đây, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại có những bức chân dung này. Khi chúng tôi làm công việc của chúng tôi xong, chúng tôi vẫn tổ chức đàng hoàng chuyển giao quyền hành để có một cái cuộc gọi là đăng quang đầy đủ. Thì người ta nghe, người ta biết ngay là bà này bà đã vào lái ông Trump. Nhưng mà cái chuyện nó chuyện nhỏ, cái chuyện chính tôi muốn nói. Tại sao ông Biden lại, nghĩa là bóc tem cái chân dung của Obama mà không phải là ông Donald Trump? Bởi vì nó như thế này. Đây là truyền thống nó có từ năm 1978, từ thời ông Carter. Và sau đó từng thời tổng thống một, cứ anh tổng thống nào vô là chuẩn bị bóc tem hai chân dung của tổng thống trước đó và đệ nhất phu nhân trước đó, rồi để trong tòa ốc. Nó là cái truyền thống. Nhưng mà tới thời ông Trump á, thì ông không làm điều đó. Và cho đến giờ phút này ông không giải thích tại sao ông không làm. Cho nên đó là lý do tại sao ông Biden ông phải làm của ông Obama. Bởi vì Obama không được làm. Trước ông Obama là các vị tổng thống trước đó đều làm. Ví dụ như ông Obama làm cho ông Bush con, ông Bush con làm cho ông bà Clinton, ông bà Clinton làm cho ông bà Bush cha, ông bà Bush cha làm cho ông bà Reagan. Nó cứ đi thế lui về trước. Tới thời ông Trump nó khựng lại. Xin bác có thật cho coi cái đoạn video mà ông Obama bóc tem cái gọi là chân dung của vợ chồng ông Bush con như thế nào. Để quý vị coi đây.
proud moment for the Bush family. President George H.W. Bush, who turns 88 next month, arrived in a wheelchair. It was a chance for the 43rd president to honor the 41st. I am honored to be hanging near a man who gave me the greatest gift possible, unconditional love. And that would be number 41. President Bush joked that the exclusive portrait collection now starts and ends with a George W. Quý vị thấy không? Và ở cái buổi mà gọi là bóc tem cái tranh, cái chân dung của ông bà Bush con đó, ông Obama ông nói như thế này nè: chúng ta có thể khác nhau về mặt chính trị, quan điểm hai bên khác nhau, nhưng mà cái chuyện mà chúng ta làm tổng thống đó và những cái buổi mà bóc tem chân dung như thế này, nó vượt qua những cái khác biệt này. Và đây là cái việc làm để lại cho hậu thế. Quý vị thấy không? Và trong cái buổi đó không những ông Bút con có mà cả ông Bút cha cũng đến tham dự luôn. Bà vợ đẩy xe lăn ông Bút cha mà lại quý vị thấy đó. Cái đó là cái đáng quý của cái chính trị của Mỹ. Mặc dù có thể họ chửi nhau, họ chỉ trích lẫn nhau, chậm chí chơi nhau luôn, nhưng cái ngày mà bóc tem cái chân dung là cái ngày bỏ chính trị qua một bên. Nó là một cái sự gì? Một cái sự bày tỏ, một cái sự rộng lượng của vị tổng thống đương nhiệm đối với vị tiền nhiệm của mình. Đó là cái sự rộng lượng. Người ta không có nhỏ mà nhon, nhỏ nhoi, nhỏ mọn. Mà khi thưa quý vị, mỗi một vị tổng thống, mà quý vị nhớ đấy, như ông Obama đó, khi mà ông ra ông thắng nhiệm kỳ đầu là chính ông vận động là chống lại chính sách của ông Bush con, chống lại cuộc chiến Iraq mà ông Bush con làm, gây ra. Nhưng mà họ vẫn gặp nhau bình thường, và thậm chí sau này hai ông còn chơi thân với nhau nữa. Và bây giờ mỗi lần đó, mà ông Bút con đó, mà ông gặp vợ chồng Obama đó, là thế nào cũng đưa cho bà Obama cục kẹo. Bây giờ trở lại cái chuyện mà cái bức chân dung. Thường thường á, cái cuối đời tổng thống á, cuối nhiệm kỳ của mình á, là họ bắt đầu họ bí mật họ chọn họa sĩ để vẽ chân dung hai vợ chồng. Đó là cái sự phối hợp. Rồi nó có một cái hiệp hội lịch sử của Tòa Bạch Ốc. Họ làm việc lâu năm rồi. Họ gây quỹ riêng. Họ có quỹ để mà làm cái chân dung này. Chứ không lấy tiền của nhà nước. Rồi cái chuyện đó không đáng bao nhiêu hết. Nhưng mà cái họa sĩ đó là bí mật, chỉ có vợ chồng tổng thống biết thôi. Vẽ xong rồi kêu vợ chồng tổng thống đến coi có đồng ý hay không. Vẽ tới với lui, khi nào đồng ý đó, họ ký hợp đồng vẽ. Vẽ xong đó là họ để dành đó. Khi họ hết nhiệm kỳ Tòa Bạch Ốc đó, thì cái vị tổng thống mới vô đó, là cái tầm khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tùy theo thời điểm, có cái buổi gọi là bóc tem, mời đem cái bức tranh nó vô, hai cái bức chân dung nó vô, để có cái buổi gọi là thân thiện. Thậm chí đó, cái bà mà vợ Bút con đó, khi mà thưa quý vị, bóc tem cái chân dung của vợ chồng ông Clinton, tiền nhiệm của ông bà đó, bà có tổ chức bữa cơm ăn đó. Và cái ngày đó là cái ngày gì? Nhân cựu tổng thống tới Tòa Bạch Ốc, nhân viên của cựu tổng thống tới Tòa Bạch Ốc, rồi gặp gỡ vị tổng thống đương nhiệm, gặp gỡ nhân viên tổng thống đương nhiệm. Mà nếu cùng đảng với nhau đó là càng vui nữa, còn khác đảng cũng ok. Nhưng mà nó rất là hài hòa, nó rất là văn minh, nó rất là rộng lượng. Đó, quý vị thấy cái cảnh ông bà Clinton được ông bà Bút con ở Bút cha, thấy không, đưa vào, à không, xin lỗi quý vị, ông bà Bút cha được ông bà Clinton dẫn vào, mặc dù trước đó là ông Bút cha là thua ông Clinton, ông Clinton vẫn mời vào và ông Bút cha không có thấy mặc cảm. Và đây là ông Ronald Reagan được ông Bush cha mời vào. Ông Bush cha từng là phó tổng thống cho ông Ronald Reagan. Thì cái này họ cùng đảng nó dễ rồi. Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả khác đảng họ vẫn làm.
Và ông Obama đã làm cái điều đó, nhưng bức tranh đó không bao giờ được mở ra, không bao giờ được bóc tem, không bao giờ được mời đem vào tàu ốc để bóc tem dưới thời ông Donald J. Trump, tổng thống 4 năm của nước Mỹ. Cho những vấn đề này người ta không biết tại sao, ông cũng không giải thích. Nhưng mà rõ ràng nó có cái khoảng hở chỗ đó. Nó có khoảng hở chỗ đó. Duy nhất có một trường hợp là cũng có đem tranh vào, đem chân dung vào nhưng mà không dự, đó là trường hợp ông Carter. Ông Carter đó, ông thua ông Reagan. Nhưng mà sau đó đó, nhân viên của ông giải thích là ông lo, ông làm cái thư viện của ông. Với lại ông Carter, ông không thích cái chuyện đó và ông không có vẽ luôn. Và sau này người ta nói là vẽ mà bức tranh không hài lòng, thì cuối cùng bức tranh đó của ông và bà vợ cũng được đem vào tòa ốc, nhưng mà không có làm lễ. Có. Đó là cái câu chuyện mà xảy ra ngày thứ tư 7 tới tháng 9 vừa rồi. Tự nhiên nó có khoảng trống đó. Và bây giờ ông Biden phải đi làm cái việc mà đáng lý ông Donald Trump phải làm. Tại sao nó xảy ra như vậy? Tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Ngã City. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện là tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư 7 tới tháng 9 đã bóc tem hai cái bức chân dung của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama. Cái điều mà đáng lý là xảy ra dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhưng ông đã không làm cái điều đó. Bây giờ ông Biden phải làm để tiếp tục giữ cái truyền thống đó từ trước tới giờ, từ năm 78 tới giờ. Thế bây giờ người ta đã thắc mắc tại sao ông Trump ông không làm. Thì như tôi nói với quý vị đó, cho đến giờ phút này ông Trump không giải thích vì sao ông không làm. Nhưng mà nó có những chuyện sau đây. Thứ nhất đó là khi ông Trump vào tòa ốc đó, thì ông chỉ trích ông Obama quá nặng nề, thậm chí có lúc gọi ông Obama là tội phạm. Và ông không ưa ông Obama. Ngay khi ông ra ứng cử tổng thống đó, ông đã nói ông Obama là không đẻ nước Mỹ rồi. Ông nói thậm chí ông nói liên tục luôn, cho đến khi gần tới ngày bầu cử ông ra ông bảo là Obama đẻ tại nước Mỹ. Tức là ngay từ ông Obama mà ông Obama không làm gì ông hết. Ông đã ghét ông Obama. Ông dùng cái đó để ông tranh cử. Rồi đó có lẽ là cái lý do mà ông không có gọi là bóc tem cái chân dung của ông Obama. Mình chỉ đoán thế thôi. Đó có lẽ là một cái lý do nó là như vậy. Bởi vì ông tấn công Obama ngay cả trong khi ông vào tòa ốc. Nghĩa là chưa bao giờ có cái trường hợp mà tổng thống đương nhiệm đi tấn công cái vị tiền nhiệm của mình. Ngoại trừ trường hợp như ông Biden hiện nay ông tấn công là bởi vì bị ông Donald Trump tấn công trước, thì đó mình không kể. Nhưng mà công tâm mà nói đó, ông Obama chưa hề nói gì về ông Donald Trump thì ông Donald Trump đã tấn công ông Obama rồi. À, đúng rồi. Thành ra nó có những cái chuyện như là, thưa quý vị, người ta mới nói rằng là có lẽ vì như vậy mà ông Donald Trump không có mặn mà gì trong cái chuyện mà gọi là bóc tem cái chân dung cho ông Obama. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, khi mà ông Obama bị ông Trump nói cái kiểu đó, nói kiểu là anh không có sinh ra ở Mỹ, và nói những cái lời mà ông Obama có thể ông nghĩ là miệt thị ông, hoặc là kỳ thị là khác, thậm chí kỳ thị luôn nha, có thể luôn. Thành Obama chắc ông không mặn mà gì trong cái chuyện mà được vào trong tòa Bạch Ốc để mà được ông Trump chủ trì, bày tỏ cái lòng gọi là độ lượng, rộng lượng của một vị tổng thống đương nhiệm với cái vị tiền nhiệm của mình. Thành ra điều đó không xảy ra. Nhưng mà cho dù bất kỳ lý do gì, người ta vẫn nhìn ông Donald Trump là người có trách nhiệm trong chuyện đó. Bởi vì ngay cả ông Clinton với ông Bush cha,
họ tranh luận với nhau, họ chỉ trích lẫn nhau. Và chính ông Bill Clinton đánh gục ông Bush mà vẫn mời ông Bush vào. Mày quý vị thấy đó. Và ông Bush vẫn vào. Giống như quý vị mời tôi vào nhà quý vị, hay là tôi mời quý vị vào nhà tôi, mà tôi mời lời quý vị đâu muốn vào. Có đúng không? Chưa kể đây là tôi chưa mời quý vị vào, tôi đã chửi quý vị hoặc tôi chỉ trích quý vị. Tôi nói quý vị không đẻ ra nước Mỹ này. Ý tôi nói là quý vị không xứng đáng làm Tổng thống. Thì quý vị đâu có muốn vào làm cái gì? Đó là những gì xảy ra dưới thời ông Trump. Tôi mở ngoặc lại chút xíu. Quý vị nghe chương trình này sẽ bảo là ông Dũng sau ngày nào cũng nói ông Trump không nói chịu không nổi. Ông cứ nói xấu ông Trump à? Tôi không nói xấu ông Trump. Tôi chỉ nói những gì ông Trump làm và điều đó sự thật và sự thật. Còn quý vị nghĩ xấu tốt là chuyện của quý vị. Nhưng mà rõ ràng đúng và tôi chứng minh quý vị thấy như thế. Tôi xin nhắc lại, đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử cận đại của Mỹ. Từ năm 78 đến giờ, coi như quý vị tính coi như là hơn 4 thập niên, các tổng thống người ta đi theo cái truyền thống đó. Tới thời ông Trump là không có. Ông Trump phải chịu trách nhiệm, không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu. Bởi vì anh là chủ tòa ốc trong 4 năm đó. Anh có quyền đó và anh có thể tạo ra cái đó. Giống như tôi là chủ nhà, nếu tôi thật sự muốn mời quý vị vào nhà, thì tôi phải nói chuyện như thế nào với quý vị. Tôi phải đối xử với quý vị như thế nào, mặc dù tôi với quý vị không ưa nhau. Ít nhất tôi mở bữa tiệc tôi bảo thôi nhá, cách nào đó tôi bảo thôi, tôi với anh, mình có thể không ưa nhau, mình khác nhau nhiều chuyện, mà hôm nay có sự kiện đặc biệt, đi dỗ bố tôi, dỗ mẹ tôi đi, tôi mời anh đến, anh làm ơn, anh đến ăn một bữa cơm với tôi, có bá quan văn võ bà con thôi. Tôi quý lắm. Thì tôi phải mở lòng ra. Thì quý vị mới vào đúng không? Rồi sau đó có thể xong là hey, chúng ta bye bye. Cũng không sao. Nhưng mà ít nhất khi quý vị bước vào hay trước khi quý vị bước vào nhà tôi không có chửi quý vị. Ông Trump đã coi như là khi tranh cử Tổng thống, ông đã đánh cái là ông Obama cái là tan nát luôn, đặc biệt cái vụ mà giấy khai sinh. Và khi vào tới tòa Bạch Ốc, ông Trump còn đổ thừa cho Obama nữa và gọi Obama giống như là một tội phạm. Chị Ba có thể cho coi cái laptop của tôi đây. Và khi ông Donald Trump đánh Obama quá thì Obama phải quay lại, cắn lại, phản ứng. Và từ đó hai ông không ưa nhau luôn. Có thể vậy. Ba có thể cho coi laptop tôi sau đây. Quý vị nghe đây. Tôi mở cái âm thanh này lên, xin lỗi quý vị. Nó đến cái độ đó thì nó không còn một cái gì gọi là thân thiện nữa thưa quý vị. Đây, xin bác cho coi lại. Đây. Look, he was an incompetent president. That's all I can say. Grossly incompetent. Thank you. The president was responding after Mr. Obama used a virtual commencement address to criticize the Trump administration's response to the coronavirus crisis, although not mentioning Mr. Trump by name. More than anything, this pandemic has fully, finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. A lot of them aren't even pretending to be in charge. Obama's comments mark his most direct rebuke of President Trump's handling of the pandemic. You know, all those adults that you used to think were in charge and knew what they were doing, turns out they don't have all the answers. Vâng, quý vị thấy đó. Ông Trump thì nói ông Obama là Tổng thống dở, không có đủ khả năng, kém khả năng. Ông Obama dũa lại là ông có những người mà không biết làm việc. Bây giờ câu hỏi lớn nhất là, quý vị thấy tôi trình bày biết rồi, nó đang thắc mắc, liệu trong những ngày tới, ông Joe Biden có làm cái lễ bóc tem chân dung ông Donald Trump và bà Melania Trump hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là hai ông hiện nay đang quánh nhau như chó với mèo như thế này. Liệu ông Biden mời ông Trump vào, ông Trump có vào hay không? Đó là hai câu hỏi lớn mà người ta nghi ngờ lắm. Và bây giờ chưa biết. Nhưng mà qua chuyện này cho chúng ta thấy một điều gì? Ông Trump có thể là người giàu có, nhưng mà rõ ràng không phải ở cái đẳng cấp của những vị lãnh đạo nước Mỹ. Quý vị thấy không? Ông không có cái đẳng cấp đó. Đẳng cấp của lãnh đạo nước Mỹ là người ta bỏ qua chuyện khác để người ta ngồi lại với nhau. Ông Trump không thể ngồi được với những người này. Và tôi đã từng nói nhiều lần trên chương trình này, tôi nhắc lại, không phải là tôi coi thường, mà về mặt chính trị, ông Trump là không đáng xếp dép cho mấy ông này.
Ông Trump bị coi như là một đứa bé, một đứa nhà quê về mặt chính trị. Tôi xin nhắc lại, nhà quê về mặt chính trị, tự nhiên đùng một cái giống như chó nhảy bàn độc lên ngồi trên bàn, không biết làm cái gì hết. Cho nên ông không thể khớp vô được với những cái người này. Thấy không? Giống như một người đi ăn tiệc, tôi vẫn nói hoài với quý vị. Đi vô đã ngồi, mình thấy 10 miếng chả, mình biết có 10 người mình chỉ gắp một miếng thôi. Luật đâu có bắt mình gắp một miếng đâu, luật đâu có cấm mình gắp một miếng, mình muốn gắp mấy miếng được. Ông Trump chơi hơn luôn 3 miếng. Là có hai người không có. Người ta nhìn nghe bảo, hey, anh là không xứng đáng, anh không phải có loại ngồi trong bàn này. Người ta ngồi trong bàn này không cần nói, tao biết mỗi người chỉ gắp một miếng chả thôi. Ông Trump là loại người như thế. Cho nên nó qua cái chuyện này mới thấy đó, là ông không có cái đẳng cấp của những vị tổng thống khác của nước Mỹ. Mà đúng như vậy. Vì ông chưa bao giờ giữ một chức vụ nào khi ông trước khi ông bước vào tài cốc. Nước Mỹ, dân Mỹ đã cho ông một cơ hội nghĩ rằng ông là cái người ngoại đạo. Để cho ông vào tắc cả đầm lầy, mà vào mới thấy là hố. Thế không? Từ ông Reagan, từ ông bút cha, bút con Obama rồi kia, Bill Clinton, họ hài hòa với nhau ấy. Đó là cái đẳng cấp của lãnh đạo nước Mỹ mà ông Trump không có trong cái chuyện mà bóc tem những bức chân dung của các vị tổng thống và đệ nhất phu nhân. Được chưa? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo chương trình, chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.